qua 28 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng. Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung để điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967 tại xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Năm 1990, ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát Nhân dân, học khóa D11. Cùng năm đó, ông tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại Hà Nội. Đồng thời, ông cũng là một tiến sĩ luật học. Từ năm 1990 đến năm 2011, ông từng qua nhiều vị trí, từ cán bộ đến trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012, ông mang hàm đại tá và đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Thời gian này, ông là đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Tháng 9 năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, kế nhiệm Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nghỉ hưu. Ông Nguyễn Đức Trung được phong hàm thiếu tướng ngày 13 tháng 7 năm 2013, khi đó ông 46 tuổi. Ông chính là thiếu tướng trẻ nhất ngành công an thời điểm được phong quân hàm. Tháng 11 năm 2015, hội nghị lần thứ nhất Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu ông Trung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo. Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Trung. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, với hơn 96% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa mới. Năm 2017, ông Trung được biết đến trong vụ việc giải quyết biến cố tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Sau buổi đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm ngày 22 tháng 4 năm 2017, 19 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị người dân bắt giữ trong vụ tranh chấp đất sân bay Miếu Môn ngày 15 tháng 4 đã được thả. 3 tháng sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội ra cáo trạng truy tố 14 cựu cán bộ địa phương vì những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung từng có nhiều phát biểu đáng chú ý như: "Nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, tôi sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của bí thư quận, chỗ nào của chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan. Phải có chống lưng thì mới dám bán công khai. Tôi đã có điều tra rất kỹ, 87% các quán đều có công an đứng sau." Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khánh thành và gắn biển công trình cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên. Sau hơn 10 tháng thi công, cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên đã được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Cầu vượt qua nút giao Nguyễn Văn Huyên Hoàng Quốc Việt được khởi công từ tháng 10 năm 2019 với thiết kế gồm có 5 nhịp, 4 làn xe và tổng chiều dài là 278 m. Tổng mức đầu tư dự án này hơn 500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách, trong đó chi phí để giải phóng mặt bằng là 305 tỷ đồng và chi phí để xây dựng là 185 tỷ đồng, dự phòng 50 tỷ đồng.
Cầu vượt hoàn thành sẽ kết nối 3 quận nội thành của thành phố Hà Nội, gồm có Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Tây Hồ. Việc đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt Cổ Chai đã tồn tại từ hơn 23 năm qua trên đường Nguyễn Văn Huyên và cũng là nút giao thông phức tạp có lưu lượng người tham gia giao thông lớn trên tuyến đường vành đai 2,5 hiện nay. Theo phương án phân luồng, cầu vượt này sẽ cấm xe thô sơ và người đi bộ, xe tải, các loại máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5 m đi trên cầu vượt. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, lượng hành khách đi lại tại các bến xe miền Tây và miền Đông của thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 được dự báo là sẽ giảm mạnh từ 50 đến 55% so với năm 2019. Đại diện bến xe miền Đông cho biết do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các tuyến khá vắng khách. Dự kiến là dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 rơi vào giữa tuần nên cũng sẽ không đông và chỉ đạt khoảng hơn 40% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại bến xe miền Tây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên dự báo sản lượng hành khách đi tại các tỉnh và bến xe miền Tây dịp lễ này sẽ giảm từ 50 đến 55% so với năm 2019. Dự kiến ngày cao điểm dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay là mùng 1 tháng 9, lượng hành khách có thể đạt từ 18.000 cho đến 20.000 khách một ngày. Trong lĩnh vực đường sắt, ga Sài Gòn tăng cường chạy một số đôi tàu trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, ngoài các đôi tàu tuyến Sài Gòn Hà Nội, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu các tuyến ga Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh kết nối Quy Nhơn Bình Định, Nha Trang Khánh Hòa, Phan Thiết Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức bắt đầu từ ngày mai 29 tháng 8, nền nhiệt toàn miền Bắc được dự báo sẽ giảm mạnh. Những cơn mưa vào đêm và sáng sớm sẽ xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ngày hôm nay 28 tháng 8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ ngày mai 29 tháng 8, nắng nóng trên diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần. Đặc biệt trong đêm nay và sáng mai, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Tại các tỉnh Trung Bộ, từ ngày 30 tháng 8, nắng nóng cũng sẽ suy giảm dần. Do mưa dông diễn ra trên diện rộng nên nền nhiệt toàn vùng tương đối dễ chịu ở mức từ 24 đến 27 độ C. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là ở khu vực vùng núi. Vì vậy, người dân và chính quyền các tỉnh miền núi phía Bắc cần phải chủ động phòng chống thiên tai, tránh thiệt hại về người và tài sản. Ngày gần đây, nước ở đầu nguồn ở huyện Đồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu lên nhanh. Một vài nơi thì con nước đã tràn đồng. Năm nay, tại những khu ô bao xả lũ đón phù sa, người dân cũng khẩn trương thu hoạch hoa màu, gia cố lại ao nuôi thủy sản đón con nước về. Ba ao cá nhà ông Mẫn tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đã sẵn sàng cho mùa nước nổi năm nay. Bờ ao mới vừa được gia cố đắp cao hơn 5 tấc so với độ cao cũ. Giá mướn nhân công cô bé tới gần 100 triệu đồng. Nhưng với ông Mẫn, đây là chuyện đáng đồng tiền vì hàng trăm tấn cá trong ao rất cần được bảo vệ nguyên vẹn qua mùa lũ năm nay và cả cho nhiều mùa lũ sau này nữa. Cũng như mình làm, mình cho nó chắc ăn, mình không sợ cái tới đó nữa, cái nó lù bù rồi. Lỡ có cá, tới đó nước lên rồi, cái biết làm sao vậy. Cũng như mình cho nó chắc ăn vậy, cũng như mình làm là mình không còn sợ nữa. Còn tại khu ô bao gần 800 hectare tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, thực hiện kế hoạch xả lũ từ đầu năm đến thời điểm này, tất cả các diện tích hoa màu của bà con đều đã được thu hoạch xong, sẵn sàng đón nước tràn đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, vẫn còn một số ít diện tích ngô sản xuất ngoài kế hoạch. Với tình hình mực nước như hiện tại, bà Lai cảm thấy lo lắng vì năm công ngô của gia đình chỉ mới 20 ngày, ít nhất một tháng rưỡi nữa mới cho bắp. Mình thấy năm nay nước rất là chảy đó, cái mình tỉa mà miễn hên thì được ăn, không hên thì thôi, chứ sao giờ, lỡ ngập thì bỏ. Theo thống kê, hiện trong khu ô bao ở xã Phú Thuận B. Thì hiện nay đối với những cái khu mà mình dự kiến xả lũ đó, thì hiện nay là tất cả những cái cống
thì huyện cũng đã chủ trương cho mở hết tất cả các cống để đón nước lũ về để có cái lượng cù sa để. Mùa nước năm nay, huyện Hồng Ngự có khoảng 9.000 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp thực hiện xả lũ đón phù sa. Đối với diện tích xả lũ ngay từ đầu hè thu, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo đến bà con không nên sản xuất thêm vụ ba. Theo huyện Hồng Ngự, trong tuần này, mực nước vùng đầu nguồn sẽ lên nhanh. Chính vì vậy, những hộ sản xuất ngoài kế hoạch đang đối mặt với nhiều rủi ro khi con nước chuẩn bị tràn đồng. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, công an các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp tăng tốc cấp đổi thẻ căn cước công dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an các quận huyện thành phố đã thu thập thông tin dân cư thường trú hơn 6 triệu phiếu, nhập thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để tiến tới sử dụng mã số định danh thay thế cho sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Việc này được người dân đồng thuận cao, song nhiều người còn gặp khó khăn trong khai báo thông tin cá nhân. Bà Phạm Thị Thủy hiện đang sinh sống tại phường 11 quận Bình Thạnh. Trước khi chuyển hộ khẩu từ tỉnh Thái Bình vào thành phố Hồ Chí Minh, do sai sót trong khâu nhập liệu nên trong hộ khẩu của gia đình, phần thể hiện quê quán đã bị ghi nhầm sang huyện khác, dẫn đến bà Thủy và gia đình gặp khó khăn trong việc kê khai quê quán. Tôi bị vướng cái là quê quán, thứ nhất là cái huyện. Huyện thì sai cái huyện, tên huyện nhưng mà tỉnh thì đúng. Và còn thiếu một cái cấp đó là cấp nhỏ hơn là cấp xã. Cái bản gốc mình là cái giấy khai sinh, mai là mình còn. Mình mới đưa vô người ta chịu chứ sợ không còn á, mình khai sao thì chắc có lẽ tùy ở trên đó đã quyết định thôi. Thì cái này nó đúng ra mình thiếu cái đó mình có, mình photo lợi. Còn nếu mà không có phải đi lục nữa, lung tung hết đó. Mình phải đi tìm hiểu lại cái quê gốc của mình. Cái địa phương ngày xưa mà mẹ mình ở thì nó hơi khó khăn một chút xíu ở chỗ đó thôi. Để phục vụ công tác thu thập thông tin dân cư, người dân cần 4 loại giấy tờ chính gồm giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn và giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Ngày tháng năm sinh và quê quán phải đủ 3 cấp. Trên thực tế, nhiều người dân còn vướng hoặc còn thiếu một trong 4 loại giấy tờ này. Ở đây nó có cái vướng cái nè. Bây giờ những cái địa danh mình thay đổi là cái thứ nhất. Tới cái bước thứ hai nữa đó là giữa cái ngày tháng năm sinh á, có người á thì dở hộ khẩu khai sinh ra chỉ có ghi cái năm mà ngày tháng thì không có. Còn cái đến bước thứ ba đó dễ nhầm lẫn giữa quê quán và cái nơi làm khai sinh. Hai cái đó là rất dễ nhầm lẫn, nhiều người viết sai ở cái chỗ đó. Mà bây giờ có những cái trường hợp mà cái địa danh nó thay đổi như vậy thì nó hơi khó xử lý. Trước những khó khăn gặp phải, nhiều người dân cũng kiến nghị cơ quan chức năng, ngành công an có biện pháp hỗ trợ. Đồng thời, đối với những cư dân còn thiếu thông tin như ngày tháng năm sinh, quê quán không đủ 3 cấp cũng như một số giấy tờ liên quan, hãy liên hệ công an quận, huyện, nơi cư trú khai để bổ sung kịp thời. Liên quan đến việc huy động vốn trái phép tại dự án Game Skyward của chủ đầu tư Đất Xanh, cùng nhiều thông tin liên quan đến tính pháp lý của khu đất hơn 92 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước công văn đề nghị cung cấp thông tin báo chí của đài truyền hình VTC đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cơ quan này đã nhiều lần có công văn đốc thúc các sở ngành sớm có trao đổi với báo chí. Tại văn bản số 10156 mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì trao đổi thông tin với phóng viên đài VTC, làm rõ các vấn đề pháp lý của dự án Game Skyward. Trước đó, ngày 10 tháng 7, công văn số 8007A gửi đài VTC truyền đạt ý kiến của ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sở Kế hoạch Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trả lời những vấn đề được phóng viên VTC đặt ra. Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua, các đơn vị này vẫn chưa thực hiện trách nhiệm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao. Một trong những khó khăn lớn hiện nay của các nhà máy nhiệt điện than là vấn đề xử lý tro xỉ sau khi sử dụng vật liệu làm chất đốt, tạo năng lượng. Các quốc gia trên thế giới luôn khuyến khích sử dụng tro xỉ thạch cao trong xây dựng đường giao thông, làm phụ gia trong sản xuất xi măng, bê tông và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc tiêu thụ sử dụng tro xỉ thạch cao còn chậm so với yêu cầu. Một số cơ sở nhà máy phát thải ra tro xỉ không đạt tiêu chuẩn, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, chưa thực hiện phân loại riêng biệt tro và xỉ.
các nhà máy nhiệt điện đang vận hành tại Việt Nam tiêu thụ khoảng 47,8 triệu tấn than trên một năm, với lượng tro xỉ, thạch cao thải ra hàng năm hơn 16,4 triệu tấn. Dự kiến năm nay, sau khi thêm nhiều nhà máy nhiệt điện than đi vào hoạt động, lượng tro xỉ thạch cao sẽ tăng lên mức hơn 20,5 triệu tấn. Việc xây dựng quy chuẩn về tro xỉ đã được đặt ra từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm này. Để thu hút, để khuyến khích, tạo động lực cho các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp tham gia, thì chúng ta phải có cái sự hỗ trợ tài chính nhanh chóng kịp thời. Thì đấy cũng là một cái vấn đề để làm sao nó hạ được giá thành sản phẩm, để làm sao mà nó mang lại các cái sản phẩm có sức cạnh tranh. Chỉ có khi tái tạo ra những sản phẩm mà đưa được vào trong cuộc sống, sử dụng được đồng bộ. Theo quyết định số 1696 của Thủ tướng Chính phủ, tro xỉ than nhiệt điện sẽ được dùng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Trong thực tế, các nhà máy phải tìm nhiều cách xử lý khác nhau nhưng lượng cũng chưa nhiều. Tỷ lệ này mới chỉ đạt khoảng 30%, tương đương 5 triệu tấn. Ví dụ chính phủ ra lệnh cấm sản xuất gạch không nung, gạch nung, rồi nhu cầu gạch bắt buộc phải có, người ta xây là phải có. Và nhất là bây giờ lại xây chủ yếu bằng hệ thống cột dầm bê tông, nhà khung, thì cái gạch ấy cái yêu cầu chất lượng nó không cao nữa, nó không đáng kể. Đấy, vì vậy cho nên cái nhu cầu ấy nó sẽ phát triển rất nhanh. Tại quan lâu nay là mình không làm cái chuyện cho đến đầu đến đũa. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các khâu xử lý, sử dụng tro, xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng cũng còn thiếu. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải chưa đi vào thực tế hoặc chưa có chế tài đủ mạnh cũng là rào cản không nhỏ. Chất thải công nghiệp thì phân lớn thì có hai cách thải, cách thải là thải khô và một cách thải là thải ướt. Hiện nay nhà máy nhiệt điện Việt Bắc thì như vậy là thải ướt, còn nhà máy nhiệt điện Việt Nam là thải khô. Thì vấn đề như với là nhiệt điện nhân thải chẳng hạn, thì vấn đề thải khô và thải ướt phụ thuộc điều kiện ở cái nhà máy đấy. Và thải khô thường phát sinh những vấn đề mà tạo khí bụi trong quá trình vận hành là thải khô. Và thạch cao của nhà máy thì được thạch cao nó sử dụng than trong nước thì nó bị lẫn với cái gọi là bụi than, thì vì thế dẫn đến cái chỗ là không có cái điều kiện để sử dụng thạch cao. Đáng lưu ý, theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức độ nguy hại của tro xỉ nhiệt điện phụ thuộc vào chất lượng nguồn than, mà nguồn nguyên liệu này hiện nay đang phải nhập khẩu là chủ yếu nên khó kiểm soát đầu vào. Trên cơ sở này tôi sẽ xét từng khâu, từng công đoạn để đảm bảo giám sát được biện pháp và xử lý môi trường theo hướng là sẽ lựa chọn những cái sau đầu tư là trình độ công nghệ cao và siêu siêu thế hạn, thì nó đảm bảo sử dụng về hiệu quả nhiên liệu và nó cũng thân thiện với môi trường hơn, nhưng đồng thời là các chất thải sẽ tính toán đến phương án là tái sinh lại sử dụng. Thì công việc này là chúng tôi sẽ có cái biện pháp và có cái công việc cụ thể. Hiện cả nước có hơn 20 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động với tổng diện tích bãi thải xỉ khoảng 700 ha. Thực tế, việc xử lý tro xỉ ở các nhà máy miền Bắc đã được cải thiện, trong khi đó các nhà máy phía Nam còn gặp nhiều khó khăn.